Thưa quý vị và các bạn, từ tối qua đến sáng nay mùng 10 tháng 7, nhiều huyện của tỉnh Hà Giang liên tục hứng mưa lớn. Nước lũ dâng cao đã cô lập nhiều bản làng và gây xói lở đường xá. Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ 19 giờ ngày 9 tháng 7 đến 10 giờ ngày 10 tháng 7, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Một số trạm mưa lớn như là xã Tân Lập, huyện Bắc Quang 507 mm, lượng mưa lớn nhất từ đầu năm. Xã Xuân Minh, huyện Quang Bình gần 305 mm, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì 200 mm. Mưa lớn đã gây ra nhiều thiệt hại cho các địa phương. Chính quyền đã di rời khẩn cấp 5 nhà, ảnh hưởng do sạt lở đất 2 nhà. Về giao thông, sạt lở các tuyến quốc lộ 34, tỉnh lộ 177, tuyến đường liên thôn tại huyện Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Bắc Mê, Quang Bình. Đường liên thôn vào 8 thôn với hơn 520 hộ, gần 2.600 dân của xã Tân Lập, huyện Bắc Quang cũng xuất hiện hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ, nhiều đoạn nước chảy thành suối. Sau khi thiên tai xảy ra, các huyện xã đã huy động lực lượng tại chỗ, hỗ trợ khắc phục hậu quả, phân luồng giao thông, canh gác vị trí nguy hiểm. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 7 đến tháng 9, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng từ 5 đến 7 cơn bão hoặc là áp thấp nhiệt đới. Trong đó thì có khoảng 2 đến 3 cơn đổ bộ vào đất liền. Số lượng bão hay là áp thấp nhiệt đới trung bình nhiều năm trên Biển Đông trong thời gian này là từ 6 đến 7 cơn. Trung bình nhiều năm đổ bộ vào Việt Nam khoảng là 3 cơn. Để phòng khả năng bão, áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên khu vực Biển Đông. Dự báo từ đêm nay đến ngày 11 tháng 7, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2,5 mét. Đêm 11 ngày 12 tháng 7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, vùng biển phía nam của khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét biển động. Cảnh báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao, chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay cho đến cuối năm 2024, ENSO bao gồm hiện tượng El Nino và La Nina sẽ chuyển sang trạng thái La Nina, gây nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm cho nước ta. Và trong số này không loại trừ khả năng xuất hiện những cơn bão mạnh trên Biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 13 đến 14 tháng 7, nắng nóng sẽ chấm dứt ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Tuy nhiên, trong những ngày cuối tháng 7, nắng nóng tại Bắc Bộ có xu hướng gia tăng và kéo dài đến tháng 8 với khoảng 3 đến 4 đợt, kéo dài 2 đến 4 ngày trên một đợt. Tại Trung Bộ, nắng nóng còn xảy ra đến tháng 9, tập trung chính trong tháng 7, tháng 8 năm 2024 với khoảng 4 đến 6 đợt, kéo dài 2 đến 4 ngày một đợt. Nắng nóng là một trong những cái loại hình thiên tai nguy hiểm, nắng nóng và nắng nóng gay gắt kéo dài sẽ gây ra nguy cơ cháy nổ ở khu dân cư, rồi là cháy rừng cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, gây mất nước, sốc nhiệt hay là say nắng, đột quỵ. Vì vậy mà người dân cần lưu ý khi tham gia các hoạt động ngoài trời thì mang theo nước uống, ô dù để che chắn nắng kèm theo kem chống nắng, mặc quần áo sáng màu, thoải mái, không bó sát, nhẹ nhàng. Ra đường thì cần mặc kín, tránh quần áo quá dày và tối màu để sẽ hấp thụ nhiệt. Rồi là giảm tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, đến cơ sở y tế ngay lập tức nếu mà bạn gặp các triệu chứng sốc nhiệt gây ra. Nhận định về xu thế thời tiết từ nay đến cuối năm 2024, cơ quan khí tượng cho rằng hiện tượng ENSO tiếp tục duy trì ở trạng thái La Nina với xác suất khoảng 80-90%, nguy cơ mưa bão dồn dập trong những ngày tháng cuối năm, đặc biệt là khu vực miền Trung. Từ nay đến cuối năm xuất hiện từ 10 đến 12 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông, trong đó có khoảng 5 đến 7 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, không loại trừ khả năng xuất hiện những cơn bão mạnh trên Biển Đông. Khu vực ven biển Bắc Bộ và Trung Bộ cần tiếp tục đề phòng sóng lớn kết hợp với nước dâng trong bão và áp thấp nhiệt đới. Từ tháng 10 đến tháng 12, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng khu vực Bắc Bộ trong tháng 10 2024, nhiệt độ trung bình cao hơn khoảng 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Để ứng phó với các hình thái thời tiết nguy hiểm trên, các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Ninh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Ninh tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật hộ đê phòng chống thiên tai năm 2024 và triển khai kế hoạch xử lý vi phạm luật đê điều, luật thủy lợi. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn, hiện trên địa bàn tỉnh còn nhiều vi phạm về đê điều, thủy lợi chồng chất, tích tụ nhiều năm không được xử lý kịp thời. Trong đó một số địa phương còn buông lỏng dẫn đến hiệu quả xử lý vi phạm đạt thấp. Theo đó, từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện, lập biên bản và kiến nghị chính quyền các địa phương xử lý 893 trường hợp vi phạm luật đê điều và luật thủy lợi. Tuy nhiên, các địa phương mới được xử lý là 169 trường hợp. Ngoài ra, vi phạm cũ từ năm 2020 trở về trước, toàn tỉnh còn tồn tại hơn 3.600 trường hợp. Chỉ rõ nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan của những tồn tại, hạn chế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ngành chức năng và các địa phương thống nhất quan điểm, triển khai quyết liệt, nghiêm túc các nội dung trong kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về xử lý vi phạm luật đê điều, luật thủy lợi, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện, phân loại, đánh giá mức độ vi phạm đối với từng trường hợp để xử lý, trong đó tập trung giải quyết vi phạm mới phát sinh, tái phạm nhiều lần. Năm 2023, huyện vùng cao Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái đã hứng chịu lũ ống, lũ quét gây thiệt hại lớn trên diện rộng. Ước tính thiệt hại về người, nhà cửa và các công trình công cộng đã lên tới trên 400 tỷ đồng. Rút kinh nghiệm từ năm trước, mùa mưa lũ năm nay, các hộ dân cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương đã chủ động và có phương án cụ thể để ứng phó với diễn biến bất thường của thiên tai thời tiết. Gia đình ông Giàng A Trống, bản Trống là một trong 57 hộ của xã Hồ 4, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đợt mưa lũ hồi đầu tháng 8 năm 2023. Ngôi nhà cùng nhiều tài sản tích cóp đều trôi theo dòng lũ, nhưng rất may mắn không có thiệt hại về người. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, gia đình ông đã tự tìm đất và được tỉnh, huyện cũng như các nhà hảo tâm hỗ trợ kịp thời về vốn. Đến nay, ngôi nhà mới bằng phẳng, khang trang, trị giá trên 700 triệu đồng đã hoàn thành. Ông không còn lo sạt lở, lũ ống lũ quét như trước đây. Năm ngoái gia đình tôi bị sạt lở và lũ cuốn trôi toàn bộ nhà cửa cùng tài sản, khiến cho gia đình rất khó khăn. Nhưng được các cấp hỗ trợ nên tôi đã làm lại nhà, đảm bảo an toàn và to đẹp hơn trước. Đối với nơi ở mới này, tôi và gia đình đều rất yên tâm vì không có độ dốc như nơi ở cũ, không còn lo sạt lở hay mưa lũ trong mùa mưa nữa. Bản Trống là xã Hồ 4 là một trong những bản bị thiệt hại nặng nề do lũ ống, lũ quét hồi tháng 8 năm 2023. Để đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ, bản đã phối hợp cùng với cấp ủy chính quyền, mua mặt bằng từ các hộ dân, phân lô cho những gia đình bị thiệt hại. Ngoài ra, bản còn vận động các hộ tự tìm đất để tập trung làm nhà, đảm bảo an toàn và lâu dài nhất. Đến nay, 100% các hộ đã có nơi ở mới đảm bảo an toàn và không còn lo sợ mưa lũ như trước. Bản cũng tổ chức họp bản và tuyên truyền cho tất cả các hộ dân trên địa bàn bản về cái công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và làm việc phòng chống bão lũ, lũ quét, sạt lở đất ấy. Thì cho đến thời điểm hiện nay thì bản cũng tổ chức họp dân và tuyên truyền đến cho các hộ dân và có cả phương án, ví dụ như là mưa bình thường thì dân có thể ở nhà, nhưng mà mưa to và đến rất to thì dân có thể huy động di rời vào những cái nơi mà bản quy hoạch cho là có thể an toàn. Hồ 4 là địa phương chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, với nhiều thiệt hại về nhà cửa, giao thông, công trình thủy lợi, hoa màu. Năm 2024, để làm tốt công tác phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ, địa phương đã kiện toàn lại ban chỉ huy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, cùng với đó tập trung tuyên truyền hướng dẫn cho người dân chủ động ứng phó. Công tác phòng chống thiên tai thì chúng ta có bổ sung vào cái phương án là mỗi một khu phải có một cái kiểng để ngó, để cảnh báo cho người dân. Thứ hai nữa thì phải có thêm cái máy bộ đàm để phục vụ khi mà chúng ta mất điện, mất sóng để chúng ta phục vụ thông tin liên lạc cho người dân. Cụ thể nữa là cái công tác 4 tại chỗ thì chúng ta có kiểm tra và có trang bị thêm các cái dụng cụ phòng chống thiên tai cho các cái tổ đội xung kích ở các bản. Lao Chải là xã có địa bàn rộng với trên 9.000 dân sống rải rác ở 14 bản trong toàn xã. Với những thiệt hại của các năm trước, ngay từ đầu mùa mưa năm 2024, xã đã chủ động kiện toàn ban chỉ huy lên phương án để chủ động ứng phó với thiên tai, trong đó tiếp tục vận động các hộ dân trong vùng sạt lở di dời nhà cửa, chuồng trại đến chỗ ở an toàn. Cụ thể hóa về cái vấn đề là thông tin cho các bản, tuyên truyền làm sao nhân dân đảm bảo tránh tình trạng khẩn cấp, nhất là những cái ngày mưa lớn, dự báo thời tiết trong những ngày mưa do to lớn để làm sao đảm bảo cho chúng tôi từ thôn này sang thôn khác mà đảm bảo, nhất là những cái thôn mà có nguy cơ sạt lở. Để đảm bảo công tác phòng chống thiên tai năm 2024, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân chủ động phòng chống, đặc biệt lên kế hoạch di dời các hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo đúng phương châm 4 tại chỗ nhằm giảm thiểu các thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra.